nội dung gia đình, nhưng với thể loại là phim hành trình, nhưng kỳ này thể loại là phim hành động, phim đắc sắc. Chị ơi, khó khăn nhất đó, cái sự diện của phó đạo diễn Lông Gà. Khó khăn trong cái lần phim lần mặt 48 giờ kỳ này đó là cái quay ở dưới nước, thì nó mặc dù biết trước là quay dưới nước nó sẽ rất là khó, nhưng mà không đến, nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình là nó quá khó luôn. Khó nhất là khi mình đặt máy quay, mình quay không có được, rất là khó khăn. Rồi cộng thêm nữa là tại vì nếu như mà diễn xuất bình thường nó dễ, còn cái này là được đuổi rồi chạy nhảy rồi đánh đấm đối kháng nhau thì rất là dễ gây thương tích cho các diễn viên với nhau, là cả đoàn viên phải rất là thận trọng để không có xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc. Không biết là anh có bị lần nào cũng tám giờ để tạo ra một cái doanh thu tiếp theo không? Chưa bao giờ Lý Hải nghĩ là mình sẽ có đột phá về doanh thu đó với những phim khác, mà Lý Hải ước mơ là sao mà bộ phim của mình đạt doanh thu cao hơn với người anh em của nó là bốn phim trước thì anh Lý Hải đang quay phim bối cảnh ở miền Trung, nhưng mà nó nặng về cái miền núi miền cao nguyên nhiều hơn. Nhưng mà cái riêng cái phần năm thì Lý Hải muốn dành những cái tình cảm riêng về cái bộ phim, nên là Lý Hải quay về miền Tây sông nước của mình đó. Thì sắp tới cũng sẽ quay hướng miền Bắc, Lý Hải cũng đã tính cái điều đó rồi. Nhưng mà đúng ra thì lần 6 sẽ quay 50% bối cảnh ở nước ngoài, nhưng mà do Covid bởi vậy nên dời lại, có thể là sửa bối cảnh lại. Vậy thì trong hai phần đầu là chính là đóng vai chính rồi, nhưng mà qua phần 3 thì có Trấn Hương với Xương, rồi tới phần 4, phần 5 thì vai phụ. Nhưng mà trong phần 5 thì vừa có việc mà vừa nhập viện và vì ảnh hưởng tới mắt. Thì qua cái phần tiếp theo thì chúng ta là mình sẽ ảnh hưởng tới phim, hoặc là mình có thể tham gia vào bộ phim được không ạ? Chắc có lẽ là sợ quá, rồi hơn có đóng vai hành động nhiều thì lần mặt 48 giờ Lý Hải chỉ đóng khách mời cameo khoảng chừng 3-4 phân đoạn thôi, nhưng mà nó có số phận giống như là cái phần 4 vậy đó, đại loại như thế. Thì thật sự mà do cái chấn thương của phần 2 nó làm ảnh hưởng tâm lý, cho nên phần sau Lý Hải không dám tham gia nữa, tại vì phần 2 là bé nặng quá, gãy xương sườn. Cứ mỗi lần bây giờ mà lái xe hai bánh đi ngoài đường đi, có cảm giác là sẽ bị ngã, rất là sợ. Thì sau khi kết thúc quá trình quay phim thì có cái hối hận hay là nuối tiếc gì về một phần trong quá trình đóng của mình? Thường thì Lý Hải ít không có phải nuối tiếc gì về cái bản dựng của mình, đúng không? Tại vì Lý Hải tương đối là kỹ làm ở phần tiền kỳ, những cái phân đoạn hành động là Lý Hải cho vẽ storyboard trước hết và quay demo những cái phân đoạn mà đánh đấm trước. Còn những cái phân đoạn mà khác ngoài cái được đuổi đánh đấm đi thì Lý Hải có đi dựng, có một bạn dựng online, bạn offline bắt đầu khi mà quay được cái đào là đổ ra và dựng liền. Để tối về Lý Hải kiểm tra, Lý Hải chỉnh sửa, nếu có thiếu cái nào thì Lý Hải sẽ quay liền để bù lắp vô. Ok, cảm ơn. Lý Hải lập gia đình, đặc biệt là sau khi có em bé thì tất cả những suy nghĩ của Lý Hải về bất cứ một vấn đề nào đó thì Lý Hải luôn đặt gia đình lên trước hết. Thì cho dù Lý Hải kể một cái câu chuyện ở thể loại phim gì đi nữa thì cái nội dung nó vẫn xoay quanh là gia đình. Và lần mặt 48 giờ cũng không ngoài cái đó, vẫn là gia đình. Và cốt lõi của truyền tải của Lý Hải muốn gửi đến tất cả mọi người, dù anh là ai, dù anh là gì đi chăng nữa thì gia đình vẫn là số 1, bởi vì gia đình đó là nơi để chúng ta dừng chân. Cảm ơn anh rất là nhiều, hôm nay được nghe lại điều mà anh đã từng chia sẻ khi mà chúng ta cùng nói về nhà có khác. Anh cũng nói rằng là cứ xem đi để biết thông điệp gia đình nó rõ nét như thế nào. Và lần này có lẽ mặc dù bộ phim Tùng Biết chắc sẽ có nhiều hú lộc lắm, nhưng chắc chắn điều cuối cùng đọng lại nó vẫn sẽ là tình yêu và gợi dậy trách nhiệm gia đình trong mỗi người, phải không ạ?
Và ngày hôm nay anh Hải nhìn đi, đã lâu lắm rồi được có một cái không khí quay trở lại ngày xưa như thế này, khi mà mọi người cùng đến đây tề tự vì một bộ phim, có anh chị em nghệ sĩ, có anh chị em báo giới, có tất cả những người thân quen và đặc biệt là dưới làm phim đến đây vì anh rất là nhiều. Nhìn quan cảnh này anh có muốn nói gì với mọi người không ạ? Từ nãy giờ Lý Hải chưa cảm ơn Lý Hải xin đầu tiên là Lý Hải xin cảm ơn tất cả những thành viên trong đại gia đình Lật Mặt, phim series Lật Mặt đã giúp cho Lý Hải có một cái sản phẩm để ra mắt trong ngày hôm nay. Và sau đó là sau lưng của những người làm chung với công tác ở ngoài phim trường của Lý Hải, sau lưng đó là cả một ekip đội ngũ anh em giúp đỡ rất là nhiều, từ những bạn những cái team mà hợp tác PR quảng cáo cho phim, rồi cho tới những tất cả các anh chị em bên báo chí đài, và mọi người rất là kiên nhẫn giúp đỡ, bởi vì phim đã dời tới 2-3 lần Lê Hải không có văn chương được nhiều, nhưng mà Lê Hải xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm của các anh chị, các bạn đã dành cho Lật Mặt một tình cảm rất là lớn. Và sẵn đây thì Lý Hải cũng rất là hạnh phúc khi mà vừa mới nhận thêm một cái tin là mặc dù phim mình chưa chiếu nhưng mà được bán vé trước Nisso là hơn được 3 tỷ mấy rồi. Hy vọng rằng hết đêm nay, chắc hết đêm nay cứ mai gì nữa Lý Hải mau về vũ. Những cơ hội lắm khó như vậy.
mời phải tham gia chứ, bởi vì mình cũng là fan rất là trung thành của Running Man. Ở mùa 1 thì mình cũng đã có cơ hội được có thể tham gia vào vị trí có mời, thì phải nói là đối với mình đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời thực sự luôn. Mình chỉ hy vọng là nếu mà năm nay có cơ hội để được mời và vị trí có mời lần nữa thì mình sẽ vô cùng hạnh phúc được có thể tham gia. Hy vọng là bộ phim 48 giờ lần này là được thu hút được rất nhiều khán giả để mà đến xem Queen với với một cái lòng gọi là chung là với một sự là đam mê gọi là mê mẩn cái series phim Lật Mặt của anh Lý Hải sau 4 phần. Anh Hải đã khẳng định được cái thương hiệu Lật Mặt là một trong những tất cả những bộ phim được thu hút khán giả để mình tới với lại của mình. Như lần này Hương Đạt hy vọng là sẽ tới cũng như khán giả sẽ tới lòng nhiệt và tiếp đó một phim nhiều hơn nữa, tại vì cũng khổ cho anh Hải lắm, bởi vì dời tới 2 lần mà bây giờ dự án phim anh Hải là ra kịch bản tới phần 6 rồi mà phần 5 vẫn chưa được ra. Anh có tâm sự nhưng mà hy vọng lần này bộ phim anh Hải sẽ được sự đón nhận dễ thương của khán giả, tiếp tục để ra phần 6 là được chất lượng hơn và được doanh thu khá hơn để mà tiếp tục được Lật Mặt 7, phần 8, phần 9, phần 10 nữa. Mọi người vô rạp tới giờ mọi người ơi, ráng vui, sợ vô trễ nó bị mất khúc đầu uổng lắm nha mọi người, mời mọi người vô rạp nha.